có lý lịch sạch đẹp, trình độ văn hóa như thế nào. Còn những hộ gia đình thuộc biên chế công chức viên chức nhà nước thì cái công việc điều tra phỏng vấn hộ gia đình là không phù hợp với những người đau bụng. Chào tất cả các điều tra viên. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục công việc và địa bàn đã đổi địa bàn khác rồi. Địa bàn này thì khá là có lý lịch sạch đẹp vì đó là bản nông thôn mới rồi. Tuy nhiên thì cũng vì cái nông thôn mới nên là nhiều gia đình là họ có kinh tế phát triển và họ chăm làm. Vì thế là đi phỏng vấn cũng khó khăn trong quá trình đi gặp gia đình. Vào cái giờ đi làm mình thì cũng giờ hành chính mình mới đi làm được. Thì đến cái giờ thời điểm hành chính mình đi thì nhiều nhà cũng vẫn không thể gặp được họ. Và đây, địa hình mà mình đi đây. Đồi núi. Đây có đường bê tông. Đường thanh thang. Tuy nhiên thì cái việc đi lại là cũng rất khó gặp được hộ gia đình. Trong buổi sáng hôm nay thì mình chỉ mới gặp được 10 hộ, phỏng vấn được 10 hộ. Thì trong những hộ đó thì hầu hết là gặp được người già và những nhà trẻ nhỏ. Hôm nay là không biết là trường cấp 2 thì tổ chức thi học sinh giỏi hay thế nào mà lại gặp các cháu nhỏ ở nhà. Thì may mắn là 10 hộ đã phỏng vấn là bố mẹ các cháu đều để hộ khẩu ở nhà nên là rất dễ lấy thông tin hơn. Còn về nắm bắt thông tin thì hầu hết là các cháu cũng vẫn nhớ được hết là bố mẹ đã từng học, trình độ văn hóa như thế nào. Còn những hộ gia đình thuộc biên chế công chức viên chức nhà nước thì bây giờ là chưa thể gặp được. Và đến các nhà là đi hết khoảng 26 nhà rồi thì phỏng vấn được 10 nhà, còn lại là những nhà đều hẹn đều trễ. Mà hôm nay rất tiếc là có một vấn đề về sức khỏe. Mình vừa đi vừa nheo mày nheo mặt. Không biết tối qua mình có ăn gì đó không hợp không, nhưng bụng nó không ổn. Vì thế là hôm nay mình mới nhận ra rằng là cái công việc điều tra phỏng vấn hộ gia đình là không phù hợp với những người đau bụng. Giờ mình về thôi, không thể tiếp tục đi được nữa, mới có 9 rưỡi.